Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Mão, mệnh thủy có tính tình thật thà, ngay thẳng, hiền lành nhưng lại không có mục tiêu phấn đấu, ý chí quyết tâm. Bởi vậy mà tuổi Ất Mão thường có xu hướng sống an phận, nhàn nhã, không ham giàu sang, vinh hoa phú quý. Dù vẻ bên ngoài vô tư, lạc quan, nhưng đôi lúc người này cũng có những tâm tư thầm kín, không muốn chia sẻ cho người khác. Họ sợ cảm giác bị bạn bè, những người thân xung quanh phản bội. Vì thế tuổi Mão thường khép kín bản thân mình, hạn chế thổ lộ những bí mật của mình cho người khác. Nhưng trong năm 2021 sắp tới sẽ hoàn toàn khác. Sẽ là một năm mà tuổi Ất Mão có ý chí quyết tâm cao hơn cả. Bởi trong năm 2020, tuổi Ất Mão đã bị thái tuế kìm hãm, cộng thêm dịch bệnh, khiến con giáp không thể đứng yên một chỗ. Thời điểm 2021 chính là thời điểm mà tuổi Ất Mão bứt phá, phá vỡ tính cách để tìm cơ hội tốt để phát triển bản thân. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Ất Mão có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những trắc trở hay khó khăn nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Ất Mão trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 bước vào năm Tân Sửu 2021 không có quan hệ gì với thái tuế. Tuy vậy, thái tuế phát sinh thiên tài tinh và thiên quan tinh, vậy nên mặt tài vận gặp được nhiều cơ hội bất ngờ, nhưng cần phải thật chắc chắn vì bạn không phải người chắc chắn về tiền bạc. Về sự nghiệp, vào năm 2021, nam giới Ất Mão sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, đặc biệt là đối với những cá nhân làm doanh nhân, sẽ có những cộng sự đắc lực để tham gia và đưa ra những hướng đi tốt hơn. Về tài vận, đường tài lộc của nam tuổi Mão trong năm nay cũng rất tốt, thu nhập khả quan về tài chính khá dồi dào. Đôi khi sẽ có của cải một phần, nếu nắm bắt kịp thời có thể thu được rất nhiều tiền. Về tình cảm, nam tuổi Mão năm nay có vận đào hoa vượng, người độc thân có thể gặp phải tình yêu khá long đong. Dù một lòng một dạ với nhau nhưng có thể sẽ gặp phải những rắc rối thực sự và giải quyết ổn thỏa. Về sức khỏe, nam tuổi Ất Mão không có vấn đề gì lớn, chỉ là khi bạn bận rộn thì nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn đối với những cô gái tuổi Mão sinh năm 1975 thì lại khác. Bạn sẽ gặp phải một số ảnh hưởng nhất định đến sự nghiệp, sẽ gây hại đôi chút về vận may sau này. Một phần của cải sẽ theo sự nghiệp của họ mà ra đi. Xét về tài lộc một phần thì sẽ phát triển độc lập và tương đối ổn định, nhưng tình cảm thì cần chú ý hơn. Vận đào hoa sẽ cản trở tình cảm vợ chồng, hôn nhân đổ vỡ từ đây. Lúc bình thường, tốt nhất nên quan tâm hơn tới động thái của chồng, không cần lo lắng về tài lộc, sức khỏe, sẽ không gặp bất lợi về vật chất và tinh thần. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Ất Mão sẽ phải trải qua trong năm 2021 sắp tới, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Ất Mão qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Ất Mão nam mạng có vận trình sự nghiệp vô cùng tốt đẹp, càng gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực mà bạn đang thực hiện.
Đặc biệt, những người làm việc công sở sẽ khẳng định được sự tận tâm trong công việc, được lãnh đạo quý trọng. Trong năm nay, sẽ được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Nếu có thể hoàn thành xuất sắc thì rất có lợi cho sự phát triển sau này. Đối với những người làm việc tự do, các đối tác mới sẽ tham gia hợp tác vào năm 2021. Tuổi Ất Mão không chỉ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân mà còn sử dụng các mối quan hệ của mình để mở ra con đường sự nghiệp riêng. Trong quá trình này, chúng ta phải nhớ giúp đỡ mọi người khi cần thiết. Còn đối với tử vi tuổi Ất Mão năm 2021, nữ mạng sẽ có một số cơ hội trong sự nghiệp, nhưng trình độ chuyên môn chưa đủ. Vì thế mà bạn thường để bỏ lỡ cơ hội, bạn cần trau dồi và hoàn thiện bản thân, chuẩn bị đầy đủ và phấn đấu nhiều hơn nữa để nhận lấy những cơ hội tốt. Nếu không thì công việc sẽ không suôn sẻ như ý mà bạn muốn. Bước sang tuổi Tân Sửu 2021, vận trình sự nghiệp của nữ giới tuổi Mão sẽ có những biến động nhỏ. Tuy đã vào công sở nhiều năm nhưng do tính cách riêng nên công việc không mấy tiến triển, chỉ là một nhân viên bình thường của công ty. Nửa cuối tháng 7 sẽ gặp được quý nhân giúp ích cho sự nghiệp phát triển trong tương lai. Thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế và dịch bệnh năm 2020, sang năm 2021, tuổi Ất Mão gặp được rất nhiều may mắn trong sự nghiệp. Để có thể tận dụng vận may tạo nên sự bứt phá, bù đắp những tháng ngày không có gì tiến triển, thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo thêm pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ giúp sự nghiệp của bản mệnh thuận lợi, phát triển hanh thông. Tất cả điều đó đều nhờ vào khả năng chiêu mời quý nhân giúp đỡ. Đồng thời, vòng còn giúp tăng vận khí, chiêu cát lành, cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Ất Mão. Về mặt tài lộc, trong năm 2021, nam giới sinh năm Ất Mão có thể nói là đáng tự hào, sự nghiệp tiến triển tốt và vận may về tài lộc cũng khá tốt. Khả năng tăng lương vào năm 2021 là rất cao, càng về cuối năm thì tiền lì xì và phong bao lì xì sẽ càng cao, có thể cải thiện đời sống hàng ngày rất nhiều. Còn đối với những người kinh doanh buôn bán, năm nay làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh cả năm. Tuy nhiên, trong lúc tiền đang đến, hãy cẩn thận việc vay mượn tiền bạc. Nếu đã quyết định cho vay thì phải quan sát tính cách của đối phương, nếu không sẽ rất khó thu hồi lại số tiền mình đã cho vay. Nhìn chung, tài lộc tích cực sẽ kéo theo sự phát triển của vận trình sự nghiệp và có những thay đổi tương ứng. Điều này cũng không ngoại lệ đối với những người phụ nữ tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Do vận trình sự nghiệp năm nay sa sút nên mức lương cũng giảm. Có không gian phát triển độc lập cho những nguồn thu nhập bên ngoài của bạn. Trong năm nay, bạn có thể dùng số tiền tiết kiệm trước đó để đầu tư. Bất kể rủi ro sản phẩm lớn hay nhỏ đều có lãi tương ứng, không bị lỗ. Sự may mắn của đường tài lộc chỉ dừng lại ở mức khá, chưa phải là tuyệt đối. Để có thể chắc chắn nắm phần thắng về mình thì tuổi Ất Mão hãy sử dụng thêm vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp bạn kích hoạt tài lộc, chiếu cát lành và tăng may mắn. Đồng thời, khi mang vòng bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ việc làm ăn, đầu tư và kinh doanh trong năm 2021. Về mặt tình cảm, trong năm 2021, người sinh năm Ất Mão 1975 sẽ có đường tình cảm tốt đẹp, may mắn nhất định sẽ xuất hiện với bạn. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn là tốt. Đối với người độc thân, tuy là cơ hội tốt để thoát khỏi cảnh độc thân, nhưng trong quá trình này có thể xảy ra những bất đồng với người yêu vì vướng mắc thực tế. Cuối cùng, có thể giải quyết ổn thỏa hay không còn phụ thuộc vào cách làm của tuổi Mão. Với những người đã có gia đình, người đàn ông tuổi Mão lúc này nên than phiền với vợ hơn là lảng vảng bên ngoài. Ngoài ra, bạn cũng nên xây dựng tổ ấm cho gia đình mình để nó được đầm ấm, hạnh phúc hơn. Còn phụ nữ tuổi Mão, năm nay có những chỗ cần đặc biệt chú ý. Nhiều mâu thuẫn sẽ dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Nếu vận đào hoa càng cao thì sẽ xuất hiện kẻ thứ ba, khiến vợ chồng sẽ lâm vào cảnh ly hôn và thành những kẻ xa lạ. Vì vậy, vào năm 2021, nếu không muốn ly hôn, tốt hơn hết, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến chồng con và tăng thêm sự nồng nhiệt của hôn nhân. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh đều có bước tiến lớn. Chỉ là đối với người độc thân, còn đối với người đã có gia đình thì không hẳn vậy. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân.
khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Mong rằng năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, năm 2021, tuổi Ất Mão sẽ có một sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nam tuổi Ất Mão ở độ tuổi 46, bạn càng phải cẩn thận, nhất là khi giao du với mọi người thì phải kiềm chế tửu lượng. Uống lâu sẽ dễ dẫn đến họa thị phi. Ngoài ra, nam tuổi Mão sẽ bận rộn với công việc và khó có thời gian nghỉ ngơi nên thường đuổi cáu, nên uống nhiều nước ấm vào những lúc bình thường và dành cho mình nhiều thời gian để ngủ hoặc thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Còn đối với những nữ tuổi Ất Mão do thường xuyên phải làm thêm giờ thì bạn nên giảm bớt thói quen ăn đồ ăn nhanh và không nên thức khuya thường xuyên. Dù có thói quen tốt là không thể bỏ qua tình hình thực tế, bạn vẫn cần chú ý hơn. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới, đặc biệt là ở trong độ tuổi này. Chính vì các yếu tố đấy mà thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.